rất là thông minh vậy. Đây ngày 22 mà khách đi nhất là đông. Sư ông còn nói kỷ niệm lần thứ 69 ngày 22, 23, 24 tháng 3 năm 1923 11 sư ông còn nói cơm từ thiện, ai muốn ăn là để ăn nghe quý vị. Ăn rất là nhiều. Phước An Thiên là nơi chính điện nha, là ghe có ông sư. Bữa xíu hết rồi bạn. Lại còn ngon lại một thắng lên lại có bao nhiêu thắng thì đào quá rồi chứ lại thắng bây giờ những ai làm nó đấy là nào xuống vô trước đi. Bạn ông đáp vô chậm thân trước đi, 5 phút, 10 phút để đồng thân đi vô mộ của sư ông nghe không gì? Thì đây là mộ sư ông còn mối. Đây là cái hàng của ông ha. Đây hàng ông ha. Rất là đẹp đó nha. Có người hỏi, ở đây đâu
lông của mối em đúng không? Sát sư lông của mối hôm nay con tiểu làm chân kỳ luôn. Chiếc ghe của Sương. Mắm của Sương. Mắm này chắc là còn nguyên luôn á. Ghe Sương. Ai nhân kiến ngủ đêm bên nhân tay lệ chân nên nó bằng đứa kiến quý vị ơi. Còn cái thằng đằng nào ấy chưa vô làm việc cái chứ được tận tài gì nữa đây chút xíu con người ta. Thank you.
Đạo anh bước ra trên bỏ chủ diện tránh đường cho đạo anh đi luôn.